Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại đến với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái trận thủ mới, đó là cún robot nha mọi người ơi. Ở đây sẽ là những cái cấp mà khi mà các bạn mở full những cái cấp này thì các bạn sẽ có được những cái hành động nha. Phải nói là cực kỳ là ngầu nha em ơi. Đó, rất là nhiều hành động nữa nha mọi người. Ok, và đây sẽ là skin trợ thủ nha các bạn. Cún tia chớp, cực kỳ là đẹp. Mở to lên để xem nào. Wow. Và bây giờ thì Kẹo sẽ mua nó ngay bây giờ nha em ơi. Mua luôn và không phải ngại gì cả. Ok, chuẩn bị mở luôn nào nha em ơi. Đó. Ok, quá đã luôn. Hiện tại thì mình chỉ có mỗi một con trợ thủ, thế nên là nó sẽ tự động là trang bị con trợ thủ này luôn. Và mình sẽ mua một xíu thức ăn cho con chó này nha anh em ơi, để nó lên được một vài level để có những cái hành động đầu tiên cái đã. Ok, mua luôn này mọi người ơi. Mình sẽ mua cho hết là 210 kim cương luôn. Đó. Ăn đi cún em ơi. Lớn nhanh để còn là thêm những cái hành động nữa nào. Wow, rất là nhiều hành động nha các bạn. Ok, như vậy là con cún robot của mình đã lên được đến level 2. Bây giờ thì tất nhiên là Kẹo vẫn sẽ cho chó ăn nữa nha. Đó, cho nó nhanh lớn mọi người ơi. Chỉ còn lại có hai thức ăn mà thôi. Ok ok, nào mọi người mở luôn và không phải ngại gì cả nhá. Ok, chuẩn bị nào, mở luôn nào. Quá là tuyệt vời luôn. Từ từ anh em ơi, phát nữa này. Ok, quá đã. Thế là hiện tại thì cún của mình đã lên được level 3. Đó, hành động đi em. Ui, thế này cực kỳ là ngầu không anh em ơi. Tất nhiên là không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ vào trong trận đấu chơi luôn và cùng trải nghiệm chó máy nha các bạn ơi. Ok, thế là Kẹo đã có được một cái mũ mồ này, với lại có giáp mồ nữa. Quá là ổn khi mà Kẹo đã lên được một cái giáp level 3 nha. Ui, ở đây có người hả em ơi? Chạy hả em ơi? Em ơi đứng lại em ơi, chạy hả? Ui, đông vậy. Chó ơi, chạy lại đây con nào. Cơ bản là con chó này thì nó cũng khá là nhát chết, giống như kiểu là con mèo mèo của chúng ta. Đó, có người bắn súng một cái là cho nó lại chạy đâu mất tiêu luôn. Hello chó, đấy đấy. Khi nào mà không có người thì chó nó sẽ hiện lên nha. What the hell? Chỗ này hả? What the hell? Dám đuổi chó của anh hả? Thanh niên này công nhận là láo nha. Ok, cơ bản Kẹo cũng hơi nhầm nữa. Con chó này nó có một cái tên khá là dễ thương, đó là cún robot anh em ạ. Gọi chó thì nó lại hơi thô nên là Kẹo sẽ gọi nó là cún nha. Cún em ơi, chạy qua đây con nào. Ui, lại có người nữa hả? Căng vậy. Ok, Kẹo sẽ chạy qua đây coi. Đâu rồi nha em ơi? Kia hả? Kia hả? À, bên tay phải cũng có người luôn. Cắt anh nha. Đừng có chạy em ơi. À đủ, đừng có chạy em ơi. Ok, ta đã có được thêm một cái báng súng level 1 nữa. Và để coi chỗ này còn gì nữa không nhỉ mọi người. Kẹo chưa thấy có một cái điều gì cả ở đây luôn. Nói chung là chúng ta cứ từ từ mà đi săn mạ thôi nha em ơi. Lượn lờ qua đây con nào. Wow, cơ bản là có thấy ai đâu. Mọi thứ vẫn đang như kiểu là rất là vắng vẻ nha các bạn. Nếu mà tôi nghĩ là về server Việt Nam ấy thì sắp mở bán con chó này rồi nha em ơi. Chắc là chỉ là ngày mai chẳng hạn, hoặc là vài ngày nữa sẽ mở bán con cún robot này nha anh em ơi. Giá của nó thì tôi nghĩ là cũng sẽ dao động tầm khoảng là 300 đến 500 kim cương thôi. Lúc nãy anh em thấy mình mua là giá 300 kim cương nhưng mà nó lại không chính xác lắm. Các bạn là đây là server thử nghiệm mà các bạn ơi. Wow. Chó ơi, đấy. Đây là mình sẽ test thử hai cái hành động của con chó này. Đó. Anh em thấy ngầu không ạ? Nếu như mà các bạn cố nâng cấp và cài được lên level 7, các bạn sẽ có được những cái skin của con trợ thủ này cực kỳ đẹp. Ok ok. Đây, cơ bản là đã có hai cái bắn súng level 2. Thế nên là Kẹo vừa vứt cái bắn súng level 1 đi nha. Đơn giản là để lại cũng là thừa thãi mà thôi.
chúng ta lại không có dùng đến. Nào, wow, hiện tại bọn vẫn đang rất là to và mình sẽ cố gắng là lượm thêm đồ cái đã. Ở đây chúng ta sẽ lại có thêm được túi cứu thương, cũng như là có được băng đạn level 3 này. À, cứ nấm lên các bạn ơi. Kẹo sẽ chạy qua đây và ăn tạm nấm thôi, cho nó đỡ tốn túi cứu thương nha các bạn. Ok ok. Quẩy đậu xanh, người đâu vậy hả? Người ở đâu rồi? What the hell? Trên này à? Cái đậu xanh nha mày. Ok, đã xong. Như vậy là kẹo đã có được mạng thứ 5 ở trong cái ván đấu này. Các bạn lại làm cho mình sợ quá cơ. Ây à. Wow, khá là nhiều trang bị ngon nhé mọi người. Ok, tuyệt vời luôn. Có xe máy này. À, chúng ta sẽ chạy tạm bằng xe máy nha các bạn. Có xe chạy là ngon rồi, chứ còn là chạy bộ nó mỏi chân lắm mọi người ạ. Ây à, anh em có nghĩ là ở thung lũng sẽ có ai hay không nhỉ? Hiện tại thì kẹo vẫn chưa thấy ai đâu, nhưng mà tôi nghĩ là ở đây sẽ có thêm những thanh niên nhé. Wow, đâu rồi? À, đông vậy, căng vậy. Ok em ơi, làm gì vậy hả em? Úi dội em ơi, úi dội em ơi. Đã xong rồi nhé. What the hell? Xong rồi mình này, xong rồi mình này. Ok ok. Mạng thứ 7 dành cho sĩ kẹo phải gọi là cực kỳ là nhanh và cực kỳ là nguy hiểm. Ok, và chúng ta lại có thêm được túi cứu thương nữa. Thế là kẹo đã có được 8 túi cứu thương nhá. Quá là nhiều luôn. 8 túi thì chúng ta có thể là dùng thoải mái luôn mọi người ạ. Wow, thật không thể tin nổi ở đây nó lại có cả ba lô ba với lại thêm cả ổ ngắm modic nữa. Quá là tuyệt vời. Ok, chỉ còn thiếu một vài phụ kiện nữa thôi thì mình sẽ có được những cái trang bị súng ngon nhất nha các bạn. Phía dưới thì kẹo chưa thấy ai cả. Thôi kệ, chúng ta hãy cứ chạy xuống phía dưới cái đã. Quan trọng là lượm xác cái thằng mà mình vừa kêu nha các bạn. Xác nó ở ngoài chỗ này thì phải này. Thôi kệ đi. Đơn giản là kẹo đã full 92% ba lô, thế nên là không lượm cũng chẳng sao cả. Ok nhá mọi người. Để coi nào. Và còn lại 23 người chơi nữa ở trong cạnh vần này. Chúng ta hãy cứ chăm chỉ đi xem mạng mà thôi. Nữa hả em ơi? Chạy đâu về hải em ơi? Wow, chạy hải em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Thế là xong mạng thứ 8 này. Anh em thấy là format giấy có kinh khủng không ạ? Wow, phía trên lại có người nữa. Vâng, như vậy là một đứa đã bị hạ. Đây, bây giờ kẹo lên luôn. Nào, cái đâu? Còn một thằng nữa cơ mà. À đây. Úi dồi ôi em ơi, bắn gì vậy hả em? Kìa kìa, lại có người thế này. Wow, đậu xanh bắn auto vừa chảo luôn. À đủ bạn ơi, từ từ. Bạn chờ xíu, mình chạy qua với bạn luôn. Đừng tưởng là mình sợ bắn nha. Cái đậu xanh em ơi. Úi dồi ôi, phải đã xong nhá. Như vậy là kẹo đã có được mạng thứ 10 ở trong cái ván đấu này. Bây giờ còn lại là 15 người chơi nữa. Con cún robot thì nó vẫn đang chạy theo tôi, phải gọi là chó rất là quý chủ nha em ạ. Đơn giản là mua nó hết 300 kim cương cơ mà. Anh em nghĩ là chạy qua phía này sẽ có ai không nhỉ? Ok, khá là ngon khi mà kẹo hiện tại đã có được một cái nòng súng 3 nhá. Và tất nhiên là mình vừa vứt cái nòng súng 2 ra ngoài. Đơn giản là để nòng súng 2 trong ba lô cũng chẳng để làm gì cả, nó chỉ làm chật ba lô thêm mà thôi. Wow, các bạn kêu nhau nhanh vậy. Ở đây thì kẹo đã thấy là có một cái chiếc xe 2 chỗ màu xanh dương. Ok, lấy xe này và chạy đi săn mạng luôn. Let's go nào mọi người ơi. Chúng ta sẽ chạy lên trên phía này nhỉ. Wow, có tính kìa. Chạy qua lượm tính luôn. Và sao phải ngại bố con thằng nào. Ok đây, kẹo đang chạy rất là gần với cái thính trước mặt chúng ta luôn. Wow, thính kia rồi các bạn ơi. À và không có ai lượm thính cả. Ok, kẹo nhảy xuống và lượm luôn. Đây rồi mọi người ơi. À, đây nó là một cái khẩu súng phóng lựu M79 nha các bạn. Wow, ơ kìa. What the hell, người đâu vậy? Người đâu vậy hả? Ở đây à? À, chuẩn bị ăn đạn M79 nha em. Úi dồi ôi, phải đã xong. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 11 rồi nhé. Anh em thấy là có căng không ạ? Quá là căng luôn nhỉ. Wow, người đấy hả? Ây, lộn anh em ơi. Cầm M79 này. Ăn đạn M79 nha em ơi.
Ok, và đã xong luôn. Uầy, chúng ta lại có thêm được đạn phóng lựu nha. Đó, chạy xuống phía dưới này coi. Ok, và chúng ta lại có thêm được một chục cái thương nữa. Mình sẽ lên chỗ chiếc xe xanh dương hai chỗ này. Chạy thôi nào anh em ơi. Lái xe chạy cho nhanh. Đó. Cơ bản là kẹo sẽ rất là thích cái công việc đó là dùng xe để đi cán người. Đơn giản là lấy xe cán người thì chúng ta sẽ không tốn đạn, mà hiệu quả này khá là cao. Chứ còn anh em mà gặp ngay cái thằng nó kiểu như là nó chất lầy, nó cầm bom keo ấy, nó đợi sẵn anh em đâm vào, nó cho anh em lộn thổ thì thật sự là cũng hơi bị chán nản. Lên trên cái nào. Wow, trên này cũng sẽ có một thính nữa nha. Ok, và lên luôn. Và trong cái bán đấu này còn lại 8 người trên nữa. Thôi kệ mọi người ạ, chúng ta hãy cứ lên trên và lượng thính rồi sau đó là sẽ tính tiếp nha các bạn ơi. Wow, người đâu cả rồi. Đây, chạy vào trong lút thính cái đã. Còn là cái việc người thì chúng ta sẽ tính sau nha. Đây rồi mọi người ơi, thính rất là thơm và ngon nhá. Tuyệt vời. Và kẹo đã có được cả Goza luôn. Quá là ổn luôn. À, ngoài kia có người. Lên xe cái đã nào. Và cầm sẵn khẩu phóng lựu M79 trên tay. Chỉ cần là nhảy xuống xe thì mình sẽ câu phóng lựu vào người nó luôn. Đâu rồi? Uầy, chạy hả em ơi. Ơ kìa, sao lại chạy lại phía anh vậy? Và An Tông luôn nhé. Mình sẽ chạy lên phía trên này để lượm xác nó cái đã. Ok, chúng ta đã có được thêm một cái tay súng level 3. Quá là ngon phải không mọi người? Vâng, vậy là mình vẫn còn là 3 viên phóng lựu M79 cơ. Nên là bắn thoải mái luôn. Trong khi đó thì đang còn tận là 6 mạng cơ. Tôi nhớ không nhầm là cái thính này chúng ta vừa lượm phải không nhỉ? Chạy thử xuống coi. Mình lại không nhớ rõ lắm. Úi dồi ôi, dạo này các bạn làm lẫn quá cơ. À đâu, đúng rồi mọi người ạ. Cái thính này là cái thính mà chúng ta vừa lượm lúc nãy. Nên là tôi thấy là có để lại cái khẩu súng M79 của tôi nhá. 6 thằng nữa. Chúng ta sẽ lượn lờ qua mấy chỗ này coi. Wow, các bạn đâu cả rồi vậy? Các bạn đâu rồi? Nó lại vắng quá cơ. Bên cạnh mình thì nó lại là cái vùng này G. What the hell? Người nữa hả? À, bắn anh Hải em ơi. Chẳng nhẽ anh lại sợ chú hả? Ui, xe kẹt rồi. Xuống xe cái đá anh em ơi. Bắn anh cam vậy hả? Ăn đạn phóng lựu nha em. Uầy, vẫn chưa đai. Thêm viên nữa này. Đai cho em. Ok, xong luôn. Không biết là chỗ này có giáp mấy mà lại có đai vậy. Để coi. Uầy, nhấn lộn. Mình sẽ vẫn dùng phóng lựu nha các bạn ơi. À, thằng này thì mình đã bắn bay giáp của nó rồi. Nên là lúc nãy chúng ta chạy vào lút xác thì không thấy giáp của nó đâu. Ăn hai viên phóng lựu cơ mà. Thế này thì giáp nào mà không bay nổi. Ok, chạy qua đây thì coi. Bên cạnh mình nó là một cái vùng UAV. Và tôi nghĩ là tôi sẽ nên chạy vào UAV luôn. Và thôi kệ. Đây, ở ngoài này có ngay một đứa nhá. Xử lý mấy đứa này cái đã. À, hai đứa đang bắn nhau cả. Gắt vậy. À, tông nhà em. Ui, né xe tốt vãi trưởng. Thằng này nữa. Đây, quay lại và xử lý thanh niên ở ngay phía trên luôn. Em ơi, em đâu rồi? À đây hả? Úi dồi ôi em ơi. Ăn tông nhà em và chúc mừng bạn đã có một tấm vé lên bảng điểm số này. What the hell, phía dưới đó còn người nữa. À, ăn đạn hút ra nha em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Và chia buồn với bạn. Thế là xong. Bây giờ còn lại có một thanh niên cuối cùng nữa. Và đây sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa kẹo và thanh niên còn lại. Ok, chúng ta sẽ cùng chạy để đi tìm được vị trí của thanh niên cuối cùng coi. Ở đây là kẹo vẫn chưa thấy này. Chắc là nó ở ngay phía ngoài này thôi nha em ơi. Sorry anh em, các bạn là đang quay thì nó lại gặp sự cố cơ. Nên là như kiểu là nó vừa bị đứt một đoạn. Thì kẹo đã cố gắng khắc phục sớm nhất và quay trở lại với video đây cho mọi người xem này. Thằng cuối đâu rồi nhỉ? Chạy lên trên cái coi. Tôi nghĩ là thằng cuối sẽ ở trong UAV. Anh em thấy nó chưa? Wow, riêng kẹo là chưa thấy nó đâu luôn. À đây. Úi dồi ôi. Chỗ này hả em ơi? Ê, em ơi đứng lại. Ăn đạn M79 nha em.
Úi dồi ôi, và đã xong nhé. Ok, vậy là cần nhân gấp rồi mọi người ơi. Bắn đi UAV chơi cái gì? Bắn lên máy bay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.